Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lan Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha tấn phong 4 vị tổng giám mục. Lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong tổng giám mục cho các vị sau. Đức ông Michael Denny, linh mục dòng tên Tổng Thư ký Phân bộ Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1946 tại Brno, Cộng hòa Séc, thụ phong linh mục vào ngày 9 tháng 6 năm 1973, được tấn phong Tổng giám mục hiệu tòa Benevento. Đức ông Paolo Bozza, linh mục của Tổng giáo phận Giovanni Rotondo Ý, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1966 tại Manfredonia, được phong chức linh mục vào ngày 10 tháng 4 năm 1999, được bổ nhiệm sứ thần tòa thánh vào ngày 3 tháng 9 năm 2019 và được tấn phong tổng giám mục hiệu tòa Milazzo trong thánh lễ này. Đức ông Anthony Camilleri, linh mục của tổng giáo phận Manta, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1965 tại Sliema, thụ phong linh mục vào ngày 5 tháng 7 năm 1991, được bổ nhiệm sứ thần tòa thánh vào ngày 3 tháng 9 năm 2019 và được tấn phong tổng giám mục hiệu tòa Scarhope trong thánh lễ này. Đức ông Paolo Rudelli, linh mục của giáo phận Bergamo Ý, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1970 tại Gazzaniga, thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 6 năm 1995, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh vào ngày 3 tháng 9 năm 2019 và được tấn phong tổng giám mục hiệu tòa Mesembria trong thánh lễ này. Rất xa khơi, người đã gọi tôi đi giữa lòng đời, giao truyền tin mới. Từ rất xa khơi, người đã gọi tôi đi vào thế giới, sắc gieo tình người. Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vợi vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung hơi. Từ rất xa khơi, người muốn đời tôi như được dạng người soi miền tâm tôi. Từ rất xa khơi, người đã đặt tôi như loài muôi đất ướp thêm mặn đời. Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài ngọt đời giao tin mới. Đang vợi vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi.
cứ rất xa khơi. Người đã chọn tôi trong những bạn bè nơi lòng dương thế, và đỡ nâng tôi. Người biết luyện nên như hạt giống tốt sắc trên mọi miền. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay dáng vẫy vẫy để tình thương lan khắp nơi, và vòng tay ôm chung khơi. Tôi xin đôi tay dang vời vợi để tình thương lan khắp nơi, và vòng tay ôm chung khơi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Riflettiamo un po' a quale alte responsabilità ecclesiale vengono promossi questi nostri fratelli. Thưa các anh em và các con, chúng ta hãy suy nghĩ một chút về trách nhiệm cao cả đối với giáo hội mà những anh em của chúng ta nhận lãnh qua việc được tấn phong này. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc loài người. Đến lượt Ngài đã sai 12 tông đồ đến với thế giới để với đầy đủ quyền năng từ Chúa Thánh Thần, các Ngài loan báo tin mừng cho muôn dân, tập hợp loài người dưới một mục tử duy nhất để thánh hóa họ và dẫn họ đến ơn cứu rỗi. Để duy trì chức vụ này từ thế hệ này sang thế hệ khác, các cộng tác viên đã được thêm vào nhóm 12. Và qua việc đặt tay, các ngài được truyền lại ân sủng của Thánh Linh nhận được từ Chúa Kitô, ban cho các ngài sự trọn vẹn trong bí tích truyền chức. Do đó, qua sự kế thừa không ngừng của các giám mục trong truyền thống sống động của giáo hội, thừa tác vụ chính yếu này đã được bảo tồn và công việc của Đấng Cứu Độ được tiếp tục và phát triển cho đến thời đại chúng ta. Nơi vị giám mục được bao quanh bởi các linh mục của ngài, có sự hiện diện giữa họ của chính Chúa, Đấng là Thầy cả thượng phẩm đời đời. Thật vậy, chính Chúa Kitô qua thừa tác vụ giám mục tiếp tục rao giảng tin mừng cứu độ và thánh hóa các tín hữu qua các bí tích đức tin. Chính Chúa Kitô trong tình phụ tử của thừa tác vụ giám mục gia tăng các thành viên mới trong thân thể của Ngài là giáo hội. Chính Chúa Kitô trong sự khôn ngoan và thận trọng của Đức Giám mục hướng dẫn dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế đến hạnh phúc vĩnh cửu. Vì vậy, với niềm vui và lòng biết ơn, chúng ta hãy chào mừng những anh em này, những người qua việc đặt tay của chúng ta, ngày hôm nay sẽ được liên kết với giám mục đoàn. Đối với anh em thân yêu, những người đã được Chúa chọn, hãy suy tư về việc anh em đã được chọn giữa những người nam. Anh em đã được tác thành không phải cho bản thân mình, nhưng cho những gì thuộc về Thiên Chúa. Giám mục trên thực tế là danh xưng của một sứ vụ, chứ không phải là một vinh dự, bởi vì các giám mục là những người phục vụ, chứ không phải những người thống trị. Phù hợp với điều răn của Thầy Chí Thánh, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Công bố lời Chúa trong mọi dịp, bất kể thuận tiện hay không, hãy công bố lời chân thật, chứ không phải những bài diễn văn tẻ nhạt không ai hiểu được. Hãy công bố lời Chúa, hãy nhớ rằng, như Thánh Phêrô đã nói trong sách Tông đồ Công vụ, hai nhiệm vụ chính của giám mục là cầu nguyện và công bố lời Chúa. Sau đó là tất cả các nhiệm vụ cai quản khác. Tuy nhiên, hai điều này là trụ cột. Nhờ cầu nguyện và dâng lễ hy sinh cho dân được ủy thác cho anh em,
anh em kín múc từ sự thánh thiện viên mãn của Chúa Kitô, các ân sủng thiêng liêng đa dạng. Trong giáo hội được ủy thác cho anh em hãy là những người giám hộ trung thành và là những người phân phát những mầu nhiệm của Chúa Kitô. Được Chúa Cha đặt lên hàng thủ lãnh trong gia đình của Ngài, anh em hãy luôn theo gương của vị mục tử nhân lành, đấng biết các chiên của Ngài, và các chiên Ngài biết Ngài, và vì họ, Ngài đã không ngần ngại hiến mạng sống mình. Hãy gần gũi với dân của anh em. Ba cách gần gũi của vị giám mục là gần gũi với Chúa trong lời cầu nguyện. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Gần gũi với các linh mục trong linh mục đoàn và gần gũi với mọi người. Đừng quên rằng anh em đã được chọn, được kêu gọi từ đàn chiên. Đừng quên gốc rễ của anh em. Đừng quên những người đã truyền lại đức tin cho anh em. Những người đã ban cho anh em bản sắc của mình. Anh em đừng từ bỏ dân Chúa. Hãy yêu với tình yêu của một người cha và của một người anh em với tất cả những người mà Chúa giao phó cho anh em. Trước hết là các linh mục và phó tế, là những cộng tác viên của anh em trong sứ vụ. Yêu mến người nghèo, những người không được bảo vệ và tất cả những người cần đến sự hiếu khách và giúp đỡ của anh em. Hãy khích lệ các tín hữu hợp tác trong công việc tông đồ và sẵn lòng lắng nghe họ. Anh em cũng hãy chú ý tâm đối với tất cả những người không thuộc về đàn chiên của Chúa, bởi vì họ cũng đã được giao phó cho anh em trong Chúa. Hãy nhớ rằng, trong giáo hội công giáo, được quy tụ trong mối dây bác ái, anh em hợp nhất với giám mục đoàn. Đây là sự gần gũi thứ tư. Và anh em phải nghĩ đến những người cô đơn nhất trong giáo hội và quảng đại giúp đỡ những người đang quẫn bách. Anh em hãy bảo vệ ân sủng mà anh em sẽ nhận được ngày hôm nay qua việc đặt tay của tất cả các giám mục chúng tôi. Anh em hãy trìu mến nhìn đến toàn bộ đàn chiên mà Chúa Thánh Thần đặt để anh em cai quản trong giáo hội của Chúa. Hãy gìn giữ danh Thánh Cha, đấng hiện diện qua hình ảnh của anh em. Hãy gìn giữ danh Chúa Giêsu Kitô con Ngài, đấng mà nhờ Người anh em trở thành thầy dạy, linh mục và mục tử. Và danh Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống cho giáo hội và nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta bằng quyền năng của Ngài. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha đang kêu gọi cộng đoàn cùng đọc kinh cầu các thánh để xin Chúa đoái thương, gìn giữ giáo hội trong quyết định quan trọng sắp diễn ra. Christ.
Dicere per santificare e consacrare di me.
Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Lễ nghi được tiếp nối với việc Đức Thánh Cha, các vị hồng y và một số giám mục đặt tay trên các vị tân tổng giám mục. Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa khơi, Người đã gọi tôi đi vào thế giới sắc gieo tình người. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vợi vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung hơi. Từ rất xa khơi, Người muốn đời tôi như được dạng người soi miền tâm tôi. Từ rất xa khơi, Người đã đặt tôi như loài muối đất ướp thêm mặn đời. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt đời giao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vợi vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi.
rất xa khơi, Người đã chọn tôi trong những bạn bè nơi lòng dương thế, và đỡ nâng tôi, Người biết luyện nên như hạt giống tốt sắc trên mọi miền. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt lời giao tin mới. Tôi xin đôi tay dáng vẫy vẫy để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi. Tôi xin đôi tay dáng vẫy vẫy để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.